Rồi, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Hiện giờ Hữu đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng từ phường Hố Nai đi về thành phố Biên Hòa nha quý vị nha. Bây giờ đang là khoảng gần 6 giờ chiều rồi quý vị ơi. Gần 6 giờ chiều tối ha. Quý vị có thể thấy từ xa xa ở kia. Đó, từ xa xa ngoài kia mặt trăng đang lên rồi đó. Mặt trăng rất là to và tròn quý vị. Đấy. Hôm nay là nó rơi vào khoảng gần cuối tháng 3 rồi quý vị. Bây giờ gần 6 giờ chiều thì mặt trời thì nó cũng còn khá là sáng luôn, nó chưa có tối. Đấy. Và bây giờ thì cái khí hậu nó cũng đang mát dần lên rồi. Buổi trưa thì khá là nóng. Cũng đang ở cái đoạn chỗ này là sắp sửa tới cầu Săn Máu đây quý vị. Cầu Săn Máu ha. Đấy, cái chỗ này thì cái giờ này đang là cái giờ cao điểm, cho nên là xe cộ nó khá là đông quý vị nhá. Cái giờ mà khoảng gần 6 giờ chiều, từ 5 giờ cho đến khoảng 7 giờ tối, nó là cái giờ mà công nhân học sinh đi học về, công nhân tăng ca đấy, cho nên là đường nó khá là đông. Bây giờ là nó còn đỡ rồi đấy quý vị. Bây giờ là có nhiều công ty á, người ta đi làm cái giờ nó khác nhau, cho nên là cái giờ nó cũng đỡ hơn. Còn hồi trước á, là đa số công ty nào cũng đi cái giờ giống nhau hết. Ví dụ như là tan ca lúc 4 giờ đi, thì công ty nào cũng ra lúc 4 giờ. Đâm ra đường rất là đông và dẫn đến cái hiện tượng là hay bị kẹt xe lắm. Còn bây giờ là các công ty người ta đi cái giờ nó khác nhau. Có công ty ra giờ này, có công ty ra giờ kia. Đấy, ra vô cái giờ nó lung tung hết. Cho nên là đường xá nó cũng không có đông. Nếu mà đông thì cũng chỉ một tí thôi. Và nó chỉ đông ở cái khu vực mà ngay chỗ khu nghiệp thôi. Còn khi mà đi vào trong thành phố thì nó đỡ rồi quý vị. Đấy. Nếu mà đi vào trong thành phố mà đông xe thì chắc là nó có một cái hiện tượng gì đó thì nó mới đông xe thôi. Cái đoạn đường chỗ này là người ta mới làm lại quý vị, người ta mới làm lại hôm gần Tết ấy, cho nên là đường nó đẹp lắm. Đường nó không có bị cái hiện tượng gọi là ổ gà ổ voi hết. Đường nó rất là êm và trơn, chạy rất là sướng. Đó. Ở đây có mô tô là ra đường là giống như ông nội vậy đó. Chạy rất là ghê. Nẹt ga oẹn vài cái là người ta dạt vô là hết. Là một mình ảnh là làm vua con đường luôn. Đang ở cái đoạn đường chỗ này là vẫn là đường Nguyễn Ái Quốc quý vị nha. Đấy, quý vị thấy là cái bên hướng bên tay trái em á là đường nó khá là đông. Công nhân tan ca đi làm về, đi làm về đi về hướng Hố Nai. Đường khá là đông. Đấy, cái giờ này thì nhà nhà cũng bắt đầu là đưa nhau đi chơi quý vị. Gia đình đưa nhau đi chơi. Đấy, quý vị thấy nè, các gia đình chở nhau đi chơi, chở con đi chơi nè. Đấy. Đó, rất là vui ha. Hôm nay là ngày thường quý vị nhé. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày thường thôi, chứ không phải là ngày cuối tuần gì hết. Tại vì bây giờ nói chung là cuộc sống, cái nhu cầu cuộc sống mà đi làm vất vả cả tuần, cũng chả biết là có ngày nào mà được rảnh. Có nhiều khi vợ thì làm ca ngày, chồng thì làm ca đêm. Nhiều khi cả tuần gặp nhau được ngày chủ nhật, nhưng mà một người làm ca đêm về mệt quá thì cũng không đi chơi được. Rất là mệt mỏi vô cùng. Phải lo cho con cái nữa. Cho nên là bây giờ người ta đi chơi thì cứ lúc nào rảnh ta đi thôi, chứ không phải như hồi trước là cứ thứ bảy chủ nhật thì đông đi chơi. Còn không thì ngày thường thì không đi. Còn giờ là ngày nào cũng như ngày nào quý vị nha. Chúng ta đến ngã tư này, ngã tư Tân Hiệp quý vị. Ngay chỗ trung tâm thương mại Bixi này. Đấy. Chúng ta chờ cái đèn đỏ. Buổi chiều ở khúc chỗ này nó khá là đông quý vị. Đèn xanh đèn đỏ chỗ này rất là đông. Rất là đông nha. Chúng ta đang ở ngay chỗ cái vòng xoay Tân Hiệp. Giao nhau giữa phường Tân Hiệp và phường Tân Phong. Nhiều người thì vẫn thường hay gọi chỗ này là ngã tư Tân Phong, chứ không có gọi là ngã tư Tân Hiệp.
Đây em sẽ rẽ qua tay trái quý vị nha. Rẽ qua tay trái đi theo cái hướng đường Đồng Khởi này. Rẽ đường tay trái qua đường Đồng Khởi. Ngay chỗ này là cái đường hầm này quý vị. Đường Đồng Khởi này thì hồi xưa hay gọi là đường Party á quý vị. Cái đường hầm ở dưới quý vị có thể nhìn thấy cái đường hầm ở dưới là xe ta đang đi dưới này đó. Thì lâu lâu em sẽ đi quay vào buổi chiều hoặc là buổi tối cho quý vị coi cảnh ở Biên Hòa như thế nào quý vị nhé. Thì đi ban ngày riết thì cũng chán ha. Cái đường này đường Đồng Khởi. Em sẽ chạy chậm chậm cho quý vị coi nhé. Cái cảnh buổi chiều ở cái đường này. Giờ công nhân tan ca khá là đông. Đây, em sẽ rẽ qua cái đường 5, đường 5 cũ ấy, hay gọi là đường Phan Trung. Bây giờ đường này nó gọi là đường Phan Trung quý vị nhé. Còn ngày xưa là đường 5 đấy. Sẽ rẽ qua đường này, đi dạo vòng đây quý vị coi. Buổi chiều cái đường này nó có gì thú vị nhá. Thì con đường này bây giờ được mệnh danh là phố trà sữa ở thành phố Biên Hòa. Do là con đường này bây giờ người ta kinh doanh cái dạng mà trà sữa khá là nhiều. Đấy, cho quý vị coi. Kinh doanh trà sữa khá là nhiều. Quý vị thấy cái quán nào nó cũng ghi là Miu Thi hoặc là thi matcha đấy, đó là những cái dạng mà trà sữa dành cho các bạn tuổi teen bây giờ đấy. Các bạn tuổi teen bây giờ rất là thích cái món thức uống này đó. Thì cái con đường này bây giờ người ta hoạt động rất là mạnh và kinh doanh rất là phát triển quý vị. Bây giờ thì vẫn chưa có đông cho lắm đâu, nhưng mà đến tối thì rất là đông. Đặc biệt là các bạn trẻ thích đi uống trà sữa thì qua bên cái đường bên này. Trà sữa rất là nhiều. Hầu như là quán nào cũng có cái món trà sữa. Và cái món thức uống này bây giờ cũng đang là một cái món đồ uống mà có thể nói là hot ở Việt Nam mình. Đi đâu cũng nghe trà sữa, trà sữa. Cái đường này buổi tối mà đi rất là mát quý vị. Do là nó có cái hàng cây xanh oxy nó nhiều, nó đỡ. Đi vào bên trong thành phố làm gì mà gặp được cái đường nào mà nó có hàng cây xanh như thế này quý vị. Nhất là Biên Hòa bây giờ có con đường này và con đường cái đường Huỳnh Văn Nghệ đó. Cái đường Huỳnh Văn Nghệ là đường đi vào phường Bửu Long đó. Là hai con đường duy nhất có những hàng cây xanh như thế này. Có hàng cây xanh hai bên cho bóng mát phủ ra hết con đường luôn, rất là mát. Đi ban ngày cũng mát mà đi buổi tối thì còn mát hơn nữa. Đấy. Chứ còn những con đường khác thì đi là vừa bụi mà lại vừa nắng nóng nữa, do là không có cây xanh hai bên nữa quý vị. Đấy. Còn đường này là cây xanh phủ hai bên luôn, đi rất là mát. Có thể là buổi chiều tối này là cái phim nó hơi bị đen này, quý vị thông cảm nha. Nó tối cái camera nó quay nó không có được ánh sáng nhiều, nó không có rõ lắm, quý vị thông cảm nha. Ở đây bên khu bên này quý vị nhìn này, người ta đang xây những cái khu giống như dạng như tòa nhà cao tầng ở đây này. Ở đây thì có những cái lô đất mà hồi trước á, là của công ty nó thuê ở đây, bây giờ nó giải tỏa rồi. Nó đang xây lên những cái tòa nhà mới. Đó, quý vị coi con phố này rất là nhiều những cái quán ăn uống ở đây, đặc biệt là những quán trà sữa. Đó, đi tới đây là chúng ta sắp sửa hết cái đường này rồi nha quý vị nha. Sắp sửa hết cái đường 5 này rồi.
Con đường này nếu như mà quý vị có xem những cái video trước của em á, thì em hay nói vui là con đường này gọi là phố đèn đỏ. Thì quý vị nào mà khi xưa mà ở khúc chỗ này thì quý vị đều biết được là vì sao là cái con đường này gọi là phố đèn đỏ rồi, đúng không? Đấy. Rồi, chờ đèn đỏ một xíu nhé quý vị nhé. Em sẽ rẽ qua bên tay trái, đi cho nó hết con đường 5 này luôn. À, chúng ta đi hết cái đường này tới một cái ngã tư, chúng ta sẽ đi qua đường Võ Thị Sáu ha. Đấy. Rồi thì từ nãy giờ em đã dắt quý vị và các bạn đi một vòng từ trên khúc của phường Hố Nai đi xuống cái chỗ này là cái đường 5 cũ, hay gọi là cái đường Phan Trung bây giờ đó, để cho quý vị coi cái cảnh buổi chiều cái con đường này thế nào. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha.